Xin chào tất cả mọi người nhé. Như các bạn biết thì có rất nhiều bạn gọi là đi cái phí sang bên Nhật này đi lao động, có nhiều bạn đi rất là cao. Chính vì vậy ấy, chính thức là hôm nay mình làm tuyển dụng bạn nhé, làm môi giới để làm sao để giải quyết cái vấn đề gọi là các bạn đi gọi là phí cao, cũng như là sang bên này tránh cái tình trạng đem quân bỏ chợ. Và khi mình quyết định cái này ấy, thì thứ nhất là đôi bên đều có lợi. Đấy, ví dụ mình cũng có thể kiếm được tí rau tí bún, các bạn là đi gọi là trung tâm uy tín, cũng như là các bạn đi các bạn có quyền lợi. Và mình biết là khi mình lên video này thông báo như này ấy, là sẽ có người vào chửi bới mình và nói mình nọ kia. Nhưng mà mình mong rằng các bạn hãy xem hết cái video của mình để các bạn biết được khi các bạn đi với mình là các bạn có những cái quyền lợi gì ở bên Việt Nam cũng như là Nhật Bản. Và khi mình quyết định làm này ấy, là mình sẽ đồng hành cùng các bạn từ Việt Nam sang đến bên Nhật luôn. Chứ không phải là như kiểu là sang Nhật cái là đem quân bỏ chợ. Và hiện tại ấy, thì mình chỉ có chuyên về thực tập sinh thôi bạn nhé. Cái đầu tiên thì mình muốn nói ở bên Việt Nam mình là cái phí đi cũng như là cái mức lương. Thì mình và bên công ty Việt Nam đã trao đổi rất nhiều lần đấy và đưa ra quyết định rồi, cái phí gọi là rất là phù hợp để làm sao các bạn đi phí rẻ nhất có thể, tiết kiệm được cho bạn nhất có thể. Và khi các bạn đi với mình ấy, là mình sẽ trực tiếp mình điện và nói chuyện cũng như là tư vấn cho các bạn. Và cái quyền lợi tiếp theo là khi các bạn sang bên Nhật này ấy, thì các bạn không phải lo về cái vấn đề mạng này, cũng như là sang các bạn bắt wifi, bắt mạng ở đâu để điện về nhà hay là nói chuyện với bạn bè người thân. Vì là khi các bạn sang bên này là mình sẽ cung cấp cho các bạn một sim. Cái này thì không có tính thêm phí hay gì cả. Các bạn chỉ cần sang, các bạn gửi cho mình cái địa chỉ là 2 ngày sau là các bạn có sim các bạn dùng luôn. Không có phải như ngày trước là ví dụ mình sang ấy, tức là mình đi bắt mạng này, nửa đêm thậm chí là đêm nữa các thứ là phải đi ra ngoài đường. Đấy, đi ra con mini, đi chỗ nào có mạng ấy, là lúc đấy là mình bắt nhờ mạng các thứ. Nên là rất là bất tiện. Vì vậy thì khi các bạn sang bên này, các bạn chỉ cần đưa địa chỉ cho mình cái thôi, 2 ngày sau là các bạn có sim các bạn dùng luôn. Và cái tiếp đến, ví dụ các bạn làm công ty hoặc là các bạn ở nghiệp đoàn hay là các bạn nói chung là bên này, các bạn bị cái gì hay là như thế nào ấy, thì các bạn có thể điện cho mình cũng như là nhắn tin cho mình để mình hỗ trợ. Còn những cái trường hợp ấy, quá với khả năng của mình ấy, hỗ trợ thì mình có thể mình lên mạng, mình nhờ các anh chị trên mạng cũng như nhờ các anh chị ở bên này, anh chị có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ đấy. Thì rồi là các bạn không hiểu cái gì này hay là như thế nào này, các bạn cứ nhắn tin cho mình. Hoặc các bạn có vấn đề gì ấy, thì các bạn có thể điện trực tiếp cho mình để mình hỗ trợ kịp thời luôn. Đấy là trong những cái trường hợp mà các bạn phải đúng. Chứ còn những cái trường hợp mà các bạn sai, các bạn phạm lỗi thì cái đấy đúng là chịu đề sự thôi. Và cũng khá là dài rồi, mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Đấy, các bạn đi ấy, thì mình sẽ nói chuyện trực tiếp và mình sẽ nói thêm một số điều nữa. Mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và mình xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, chúc tất cả mọi người thành công trên con đường mình chọn lựa nhé.